Sách còn nói thêm về vị Phật độc giác. Đức Bồ Tát độc giác ấy sinh làm người nam. Sinh làm người nam trong thời kỳ không có Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian và cũng không còn giáo pháp của Đức Phật. Đức Bồ Tát độc giác ấy xuất gia tự mình thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ đế, tứ thánh đế không thầy chỉ dạy. Chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và một niết bàn, tận diệt mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót. Trở thành bậc thánh A-la-hán còn gọi là Đức Phật độc giác. Bởi vì Đức Phật độc giác không chế định ra ngôn ngữ để thuyết pháp tế độ chúng sanh khác cùng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật, nên không có chúng sanh nào chứng đắc bốn đạo bốn quả niết bàn y theo Đức Phật. Đức độc giác có thể có hàng trăm vị trong cùng một thời kỳ và mỗi đức độc giác, Đức Phật độc giác đều không có thầy chỉ dạy. Con tìm hiểu trong một số sách khác và kinh điển thì vị Phật độc giác tu theo pháp thập dị nhân duyên chứng được lý duyên khởi và chứng đạt đạo quả giải thoát, mặc dù thần thông và trí tuệ còn hạn chế so với toàn giác Phật. Dạ sư có ý kiến về gì về vấn đề này? Thưa với quý vị, cái chuyện là quy định là gọi là thinh văn thì tu tứ đế, còn bồ giác gọi là độc giác thì tu mười thập nhị nhân duyên, đó là cái gọi là cái khái niệm của một số vị thuộc Phật giáo phát triển, chứ đó không phải là theo kinh tạng nha. Nếu như quý vị cần tài liệu á, thì để coi sư cho quý vị cái tài liệu. Thứ nhất là cái định nghĩa nè, gọi là Pacce Caputha đó, là tức là vị Phật độc giác đó, là người đã đạt được sự giác ngộ về bốn sự thật bởi chính vị ấy ha. Đó, đây nè, đó tức là tứ đế đó, tứ đế đó. Thì ở đây suộc là của Pali Cây Nông ha, của tác phẩm này đó. Quý vị muốn muốn đọc thì quý vị có thể tìm hiểu đây. Ở đây cũng tài liệu ở dưới cũng vậy nha. Đó, tức là vị độc giác á, là vị đã chứng đạt về tứ đế nha. Đây, đây là có trích dẫn tài liệu, đây có trích dẫn tài liệu đây, để cho quý vị có cái nguồn ha. Đây nè, có những cái tài liệu để quý có dẫn nguồn cho quý vị. Rồi, còn cái trang này đó là cái trang định nghĩa về Pacce Caputha của trang là Wisdom Library. Đó, để cho quý vị thấy á, là cái chuyện mà chúng ta một số vị hiểu nhầm á, là độc giác là phải 12 nhân duyên, còn thinh văn là tứ đế, thì đó là một cái suy nghĩ bị nhầm lẫn ha. Thì trong trong vấn đề này thì không biết là sư Chánh Tâm có ý kiến gì không? Thưa quý vị, không có ông nào muốn giải thoát niết bàn mà không qua tứ đế quý vị, cho nên đừng có nói làm ơn ơn là Đức Chi Phật Phật Độc Giác á là hai nhân duyên nha. Vị nào cũng phải phải tu tứ đế, phải qua qua tứ diệu đế. Còn cái vấn đề mà nói là Phật Độc Giác á, thì nó có thêm như vậy là ba hạng Phật á, ba hạng Bồ Tát là thinh văn, là độc giác, trên đẳng chánh giác. Thì nó có cái ví dụ như vậy, ví dụ như có những người đi qua mà đi qua muốn đi qua cái bên mấy bên này bên kia xong, có những người họ có tiền, họ đóng thuyền lớn,
họ tự đi và đồng thời họ sẽ chở những cái người nào muốn đi theo. Ở đây ám chỉ cho giống như một vị Phật chánh đẳng chánh giác tự mình chứng đạo và độ được các vị sinh văn khác đắc đạo. Thứ hai là cái người họ có sức khỏe chút đỉnh, họ chặt cây, họ đào, móc ra cái thiền độc mộc, sau đó họ leo lên, họ bên mình qua bản cho vị Phật độc giác. Và hạng thứ ba, hạng thinh văn đó, thì không có đóng thuyền được, phải nhờ thuyền lớn của Phật độc gia, Phật chánh đẳng chánh giác mới có thể đi qua sông được. Ở đây là cái ví dụ để vị thấy rõ hơn là ba cái hạng Bút Tháp. Còn về về Phật độc giác á, là trong cái thời điểm mà còn giáo pháp của Đức Phật chánh đẳng chánh giác thì Phật độc giác không có thể nào xuất hiện được. Thì trong cái khúc này là quý vị bài thì rất là đúng rồi, đúng về 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 cái cơ cấu của một vị độc giác. Nhưng mà tuy nhiên nó sai cái chỗ là hiểu lầm cái chỗ là 12 nhân viên Phật độc giác cũng phải trải qua tứ đế mà thôi. Bất cứ ai muốn giác ngộ đều phải học tứ đế thôi, đều phải học tứ đế và phải qua tứ diệu đế. Xin kết thúc rồi. Tại vì nó có cái sở dĩ có sự hiểu lầm á, là có một số ở trong cái chuyện tiền thân á, vì độc giác, bị Bồ Tát độc giác do thấy thấy cái lý duyên khởi, cho nên là vị đó bỏ nhà đi xuất gia. Thì cho dù vị đó thấy lý duyên khởi bỏ nhà đi xuất gia thì cuối cùng vị đó cũng phải chứng tứ đế. Cho nên là thôi chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.